Bạn muốn chơi chặn lẻ, banh tự động lên ngay vô bịp chấm phẳng. Hệ thống chặn lẻ banh uy tín an toàn, giao dịch tự động 24/7, thanh toán chỉ 3 giây. Đường link dưới phần mô tả. Click ngay, đừng bỏ lỡ. Dâu, ba con sâu, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại của MBG trong series bình luận PK League Server. Và đây là Taka đến từ server QQ anh em nhá. Chúng ta đang ở trong chế độ kế thừa classic cơ bản của server QQ. Đừng quên 30 giờ ngày chúng ta 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em yêu quý mình hãy like, subscribe kênh Đông Hoàng YouTube để theo dõi những thông tin mới nhất đến từ thế giới cào web, luôn được cập nhật đăng tải update thường xuyên này. Rất mong sự ủng hộ tất cả mọi người. Anh em thấy nhìn thấy Skula 15 meta mới của server GAV. Sự khác biệt đối với server QQ 2 năm liên tiếp rồi. Đúng không? Năm ngoái server QQ meta là Arc Crimson 13 thì bên GAV là Crowhand. Bên năm nay ở bên server QQ là Rugo 15 thì ở bên GAV lại là Kula 15. Đó là sự khác biệt và mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái trải nghiệm nó khác, mới lạ và nó tuyệt vời hơn. Mình rất vui về những cái sự thay đổi như vậy, đúng không? Nó chỉ là những thay đổi nhỏ thôi nhưng mang đến cho chúng ta những trải nghiệm nó cực kỳ tuyệt vời. Yeah, chiến đội cái đó đầu tiên và đối thủ đầu tiên đang chào đón chúng ta sẽ là ai? Đó là Rio. Vâng, chưa kịp nhìn của xe bao nhiêu. Rất nhanh. Ui, thôi chết tôi rồi, long ngổ rồi. Ngửi thấy mùi long ngổ ở đâu đây rồi. Nhưng mà thôi, không sao. Long ngổ có hay không bán này nó cũng không quan trọng anh em ạ. Long cổ có hay không anh em nhìn vào đây là biết nè, đúng không? Được bảo kê rồi thì không sợ anh em nhé. Khi được bảo kê thì cứ thoải mái đi. Ây da, chít à? Nhập rồi. Từ bảo kê nào, bảo kê thế này thì hẳn quá. Ok, chít thế này thì hỏng rồi. Nhớ lên được nổ ấy, khó chịu nha. Chắc mẹ chít thì đánh khó chịu thế. Khó chịu thật sự anh em ạ. Đánh thế này thì toan rồi. Mày thế nhỉ? Nó đang phản nhưng mà phản không kịp nhỉ. Anh em tôi tính toán nhìn được hợp lý không? Tính toán nhịp này là có hợp lý hay không đã. Kyo à? Hơi đau não đấy nha. Hơi đau não đấy nha. Đau não rồi đấy. Này còn khiên nữa không? Vẫn còn kìa. Yeah.
chịu nhè. Xem nào, lấy gì ra để mà chiến thắng? Đây mới thật sự là chiến thắng này anh em này. Đây mới thật sự là chiến thắng này. Chúng ta cùng đến với game đấu tiếp theo này. Elizabeth của Cell 176. EZZ Miku. Sen nhỉ, kéo lên Saki nhỉ, Saki và lương. Lấy gì ra chơi nó đây? Ơ Ơ Lấy sơ mi fake đi. Chít bây giờ. Giờ làm nào động được vào con chít bây giờ? Như này thì chịu rồi. Thì người ta gọi là bất đi sở lực rồi anh em. Game này người ta gọi là bất đi sở lực rồi. Ừ.
init cái nó lại giải hiệu ứng ra nữa chứ lệ. Khó cho em quá. Thế là lẹt, khí lịt lịt luôn. Ôi, em xin giơ tay rút lui thôi. Trách ai bây giờ đây? Niềm tin đã mất, giọt nước mắt yêu đuối em quỳ sâu. Tìm về nơi đâu? Khi em lương đã phải bày màu rồi. Nhắm mắt đi tìm em không thấy ai, ai 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 rồi. Chiến thôi. Kula 15 của server 664. Chúng ta có sơ mì Tachibana, ok yo. Tiếp theo là Namlet. Úi giời ôi, Maxima. Nhất cũng đỡ hơn thằng Hen tí. Bắn tùm lum tùm loe được tí nha. Bắn tùm lum tùm loe một tí. Ui ôi, Maxima đi kim ạ. Lạy chúa em còn lứa tuổi học sinh. Vì sao? Cái gì đây? Mẹ lại mắt him hít cái kia thì hỏng rồi. Ai chứ mẹ chưa nhìn. Hai tay anh dơ dơ, mắt anh híp híp lại. Nhìn đã thấy nó chán rồi. Hai tay anh dơ dơ, mắt anh lại híp híp lại này thì hỏng rồi. Tay anh dơ dơ, mắt anh hít hít hít. Chán hẳn luôn đấy. Ừ, thế vừa nhớ lại nhầm đại đế à? Nhầm hơi nhiều nhỉ? Ui, nó có giáp à? Con giáp thì hỏng rồi. Con giáp bơ người Mỹ thì hỏng rồi. Giờ lý ra giết tháp giáp vậy. Giờ lý ra giết giáp bơ người Mỹ vậy anh em. Giờ lấy đi ra giết rapper người Mỹ này bây giờ.
Nam không liệu. Vừa khít anh em ạ. Vừa khít. Thằng này chém ghê quá. Không khiêu khích được nó thì to anh em. Có kêu khích nhưng nó lại giải ra lại. Đời oan trái ạ. Kêu khích là có nhưng nó lại giải ra như lại. Kêu khích là có nhưng nó lại giải ra. Đèn thật cuối cùng lại bị xoáy chết. Cuối cùng lại bị xoáy chết anh em ạ. Chó lợn. Cày ở đấy. Cùng đến đấu tiếp theo nào. Quirit. Lim. Anh tôi như nhỉ. Đâu bên này vẫn là Kyo. Đây sẽ có Quy Quy. Bên này là Kyo. Thì Giáp. Giáp Kyo chơi được bộ đôi này. Mình lấy văn ép để cho hai này. Ôi thôi xong. Cày thế. Đang tính như game này. Đang tính cái game này anh em ạ. Thật đệ, game đang hay, nhịp nó đang vào. Đang vào cầu nhưng đang vào cầu như vậy thì lại dính ao mất game, buồn. Sung cu lào server 21 chúng ta có kinh Kionet Zero Psyche. Mari với lương mẹ nó lại được bảo kê rồi. Mari với lương ai giờ mẹ mình khổ mình rồi. Mari với lương thì toan mình rồi. Mari với lương thì mình không chơi được với nó rồi. Lừa tao xong rồi mang con lương mà để tao phải cho con thổ tao lên độ đó, tao tính. Lại bị giặt nộ. Cay nhè. Thế tao không đánh nữa. Con thổ của tao lên nộ của tao tính với chúng mày. Con thổ của tao lên nộ của tao tính với mày.
Nán phết đấy chứ đùa à. Quýt gì ạ? Sao quýt vội thế? Ok anh em nhá, clip này mình xin phép tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo. See you again, bye. Thank you. Quýt vội quá.